Ok, hai bi, có quýnh lộn không hai bi? Hai bi có muốn đánh nhau không? Đánh nhau mày? Đánh nhau với Red Hood nè. Thôi. Không quýnh mất máu. Chỉ dùng cái gậy quánh cho nó văng rớt khỏi sàn thôi. Nè. Hai bi nè, cầm cây đi đánh nè. Nè, có rồi nè, có cây rồi. Lại đây. Đâu? Nè, cầm cây lên. Rồi, đếm 1, 2, 3 quýnh nha. Quýnh văng ra khỏi đây thì thua nha. Ok, 1, 2, 3 quýnh. Yeah, Happy. Chị Manda quýnh không chị Manda? Không. Quýnh thắng em trả chị lại 10 MR. Quýnh thắng em trả chị 10 MR. Mẹ quýnh đó mèo. Từ từ, tôi đang đi hả khảo sát thị trường dân tình nè. Rồi, chị phải quýnh em, chị Panda, cái bạn fan kêu chị kìa. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ê, anh Giang. Từ ui, chị quýnh Giang vậy. Rồi, chị Giang rồi, chị thua rồi. Phá bi lên đây quýnh với anh, đến hút phá bi. Nè, tôi xuống quýnh với ông. Lên đây nè, chị mẹ quýnh nè. Quýnh nhanh hả? Ừ. Ok, cho hai bi quýnh nè. Hai bi, từ từ mèo né ra mèo. Trọng tài, mèo làm trọng tài. Ok. Mèo điểm đi. Chuẩn bị nha. 1 nè, 2 nè, 3 nè, bắt đầu nè. Ui. Rồi xong em đi đâu rồi. Không đâu không, qua người khác tới lượt mèo. Đây. Không, tới lượt mèo. Rồi mèo cởi hết đồ ra mèo. Quýnh mà bận giáp kim cương nó e chơi cho lại. Vậy hả? Ừ, lại đây. Rồi. 1 2 3 vô. Chưa rồi mà. Xong mèo thua một nốt nhạc chưa gì hết à. Chưởng một phát màu là mèo văng mấy bạn ơi. Làm lại rồi chị Panda đếm đi. Chị Panda quán chú truy à. Rồi mèo thắng rồi. Quay một đều đếm lại. Rồi đếm lại chị Panda. 1 2 3 Rồi điểm đứng nè, đứng mặt từ 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 mặt đối mặt nè, mặt đối mặt đi. Rồi điểm đi nha. Chưa, mặt đối mặt chưa chưa chưa. Ủa đang tao vàng nữa kìa anh này. Ơi, chơi nghỉ chơi thôi. Không không, tao vàng đâu, trong nó bắt đầu. Rồi chưa. Nè, để tôi giúp mèo ha. Đây. Đừng có lì em nghe anh hút. Không không, anh đâu có cười lì em, anh không giờ rồi. Rồi mèo bắt đầu. Có được cái gì đâu. Rồi sao bắt đầu quánh đi mèo. Không có được cái gì hết trơn. Thì tôi đâu có giúp mèo đâu. Chơi gì vậy? Khỏi chưa. Điếm chưa, rồi. Điếm nè. 1 2 3 Trời ơi. Em này phát chi vậy Poppy? Em phát chi rồi cũng vô dụng Poppy. Anh chưa đúng là đâu anh chưa có solo em nữa là em đã thua rồi Poppy. Anh đang tính solo em. Anh đang tính solo em mà em đã thua rồi. Anh chưa kịp solo em luôn. Lại đi. Lại đi. Chơi mày mà. Rồi, Happy né nè. 1, 2, 3. Rồi, cố lên Phoebe, cố lên. Mèo gấu lên. Phoebe văng ra rồi. Chị Bà Đa. Đâu, chị Bà Đa không quýnh. Bà Đa quýnh đâu. Rồi, lại đi. Happy ra ngoài, Happy ra ngoài, chị Bà Đa ra ngoài luôn. Từ từ, tôi bị té rồi. Lên bốn cột. Cái gì vậy? Rồi, 1, 2. Chưa. Rồi, để tôi dựng cái cờ ra chỗ khác. Happy này phá quá. Dựng cờ ngay đây đi. Đó. Rồi, 1, 2, 3, dứt. Ôi hai ba à, cái gì một chiêu một lại cái gì kỳ á gì mèo mạnh á một chiêu một anh làm mất mặt đàn ông trong làng quá
lại 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 mèo gấu các bạn, một hai ba dứt. Ui da, ui dứt lại 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 nè, chơi không chơi bánh heavy ngoài đời nha chị Banana, quánh không lại không chơi bánh heavy ngoài đời nha. Ủa thằng đấu này chị mẹ, ủa heavy làm, heavy làm, ủa heavy làm bị xéo rồi. Từ từ Poppy thế này cho bà Banana, bà đang đập lộn với heavy. Ui bà lấy lại thế thượng phong rồi. Thua không? Vậy thua cha. Trời ơi, em muốn chết chị Banana. Muốn chết chị Banana luôn hả? Trời ơi trời, quýnh cái này là văng ra khỏi sàn thôi. Nhưng mà chị Banana gì sức yếu, tuổi già sức yếu nên bị Hemi cầm gậy quýnh chết luôn. Dạ với gậy chết luôn. Lại, lại chị Banana, em cho chị cơ hội chị Banana. 1, 2, 3 tới rồi, một phần trước một thôi. Nóc chị, bát rồi, chị nóc vậy bát là xếp hạng nha. Giờ Happy quánh với Poppy rồi, xếp hạng Happy quánh với Poppy, quánh xếp hạng mọi người, quánh xếp hạng. Anh Poppy đứng dậy. Ủa sao mắc gì không cho người vô vô Happy. Một hai ba chưa dở bài chưa rồi. Vô đếm một hai ba dứt. Rồi rồi luôn rồi. Rồi rồi. Ê ê ê ê ê. Trận đấu này cũng căng thẳng đấy bạn ơi. Căng quá, có ai sẽ là người chết trước không? Thế là làng quá trời luôn. Vừa quánh mà vừa chạy. Gì vậy? Con chạy gì? Rồi, chạy chi? Trong cái thế đó là Happy nó gần như là chiến được thế rồi mấy bạn. Đúng nhưng mà nó đó. Chạy chi rồi nó không chạy đâu. Rồi bây giờ là tới lượt Poppy với Dead Hood nè. Ở đây Poppy với Dead Hood, Poppy đứng bên đây. Đứa cây Happy, đứa cây Dead Hood kìa. Không, Hood có rồi, Hood có rồi, Hood có rồi. Đấu với người vô địch nè. Rồi 1, 2, 3, vô. Ê, ê, ê. Rồi sao Poppy thua. Một cướp đây. Một giờ đây, rồi. Giờ tao chiến đấu với ta, người vô địch đây. Tới lượt mèo mất má tốc độ. Má tốc độ đưa đưa cây, đưa cây cho mèo Poppy. Anh đấu với mèo Poppy. Đưa đưa ra cây đây, mình sẽ là người đàn ông mạnh nhất làng các bạn. Mình sẽ không thua mèo các bạn, mình sẽ chiến thắng các bạn. Mình sẽ hạ ngục mèo. Yeah. Ai cho tao về. Em gồng xin xe da lên chị Minh Na. Ok. Cho tao về được không? Ai cho tao hết 3 máu. Chị né ra. Mất hết 3 máu rồi. Rồi. Chị né ra. Chị đứng đây, chị đêm. Rồi. 1, 2, 3. Rồi. Dạ, 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 ui, mèo mạnh cái gì? Ui, 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 nè, nè, wow, yes. Mình, mấy bạn có thấy cái pha né đòn của anh không mấy bạn? Ủa gì vậy? Cực đẹp luôn, không mèo, nãy tôi né, mèo thấy không mèo? Thấy. Mèo bay lên tôi né quá, cực đẹp. Ok, mình đã là người mạnh nhất làng rồi các bạn ơi. Xong, giờ phân hạng nhì nè, Poppy đấu với mèo. Nè, Poppy, cầm gậy lên Poppy. Cho em lấy lại danh dự đó Poppy. Lấy lại danh dự đi. Happy né ra đi. Chị mèo ơi. Gì Happy? Tao với Happy nha. Ừ. Rồi ok, rồi. Phải ăn vô cái đã đói bụng quá. Quá đẹp luôn mấy bạn ơi. Rồi. Cái gì vậy? Chia tem quánh đi. Cái gì mà chia tem quánh nữa mấy em? 3 3 2 2 đứng hai bên này nè. Rồi xong. Từ từ 1 2 3 dứt. Coi mẹ có làm được một one hit cho Poppy bay giật không ta? Cái đứa mèo, cái mèo. Poppy nó đứng góc rồi, mèo mèo phải né thôi, né. Đó, rồi luôn. Rồi, giờ tranh hạng 3, tranh hạng 3. Tranh hạng 3. Poppy với Happy. Poppy với Happy tranh hạng 3 nè. Tranh hạng 3 kìa con. Không, Poppy với Happy. Chị là phải tranh chị, hạng quá tay. Chị à, có cái tranh chị rớt từ dòng chữ xe chị Banana. 1, 2, 3. Vô. Rồi quanh hết. Rồi tranh hạng bét kìa, Happy với chị Banana. Tranh hạng bét. Không. Happy thua rồi. Không, không có, không có vụ tưởng.
Phoebe có dám chấp đâu Phoebe, có dám chấp đâu Phoebe. Vô. Lại luôn nè, Phoebe chấp nè, anh Phoebe chấp Phoebe nè. Cho Phoebe tâm phục khẩu phục. Dễ dễ Phoebe, dễ Phoebe, nó quánh dữ hả? Coi chừng rớt hả, coi chừng rớt hả. Cái tay nó làm gì lẹ vậy Phoebe? Coi chừng rớt hả. Lẹ không có gì hết, lẹ cũng không có làm cái gì hết á. Xong, bây giờ tới Phoebe với chị Panda. Tên vét Hebe, Hebe, đưa gậy cho chị Panda phải không? Đưa gậy cho chị Panda. Cho chị bả tên hàng bét rồi, bả nói bả hàng bét bả không chịu kìa. Mất rồi. Vậy là chị chịu hàng bét. Vậy là giờ chuẩn bị lên hàng. Chưa. Hebe này chưa gì hết, nó đi một hai ba nó nhảy nó quá rồi. Chị ba xuống rồi. Nè, đếm đếm chị Panda đứng đây. Né ra bà có tính, bà tính ăn vàng nè. Đó, vậy đó. Đúng rồi. Rồi. Cho ăn được đây. Cố lên. Kè, bây giờ mọi người hãy nói đi, chị Panda hay là Hebe thắng? Mọi người cho mọi người đón trước á. Tôi cá Hebe 2MR. Chị thắng. Tôi bắt chị Panda thắng. Chúng ăn.